qua cổng hội làng mà chưa vượt qua thử thách 45. Là đến thời điểm hiện tại thì các chị phải vượt cá. Tới đây rất là sớm để chuẩn bị dụng cụ cho cái gian hàng của mình là bán nước mía bên kia kìa. Chủ yếu là phục vụ về nhu cầu nước uống cho mọi người. Thì mình cảm thấy cái buổi hội làng này rất là bổ ích cho để mọi người gắn kết với nhau nhiều hơn nè. Rồi mọi người có thời gian để chia sẻ cũng như là cảm thấy hưng phấn hơn trong công việc. Tại khu vực chụp ảnh check-in, xin mời 2, 1, bắt đầu. Wow! Xin được chúc mừng. Cô em ơi! Những đôi chân không mỏi thưa các anh chị, những đôi chân không mỏi là các anh chị đã vượt qua. Rồi ok, chúc mừng nha. Một rồi.